thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em như vậy là thầy trò chúng ta lại gặp lại nhau trong một bài giảng mới rồi. Thầy chúc các bạn và kem yêu quý của thầy có một ngày mới học tập luôn vui vẻ, hiệu quả và sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trong những chặng đường sắp tới các em nhé. Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bài giảng có thể nói rất là quan trọng và sẽ là quan trọng nhất của chương học số 1 lượng giác này. Đó chính là bài công thức lượng giác. Đó. Nó quan trọng bởi vì uh, sắp tới là chúng ta sẽ phải áp dụng các cái công thức lượng giác này vào trong các cái việc đó là uh, biến đổi, đúng không? Chúng ta sẽ phải giải quyết các bài toán liên quan đến biến đổi, rút gọn các biểu thức lượng giác rồi giải các cái phương trình lượng giác. Đó, thế thì thông thường người ta hay nói vui với nhau đó là cứ áp dụng công thức vào là ra Đó, nhưng mà áp dụng như thế nào thì người ta lại không nói à, Đấy, thế Thế thì các em phải để ý cho thầy Cái công thức lượng giác này thứ nhất là nó rất là nhiều và đa dạng Và cái thứ hai là nhớ nó cũng rất là khó các em nhé Đấy, và các em biết không cái, cái phần công thức lượng giác này nhiều các anh chị đi đằng trước các em ấy Cũng còn rất là sợ Và có thể nói đây là một cái nỗi sợ hãi của rất nhiều các cái thế hệ đi trước đó căn bản là tại vì thứ nhất là không có cái phương pháp học không không có cái cách nhớ dễ hiểu thế nên là về sau là kiểu như là nhiều quá thế nên là lú lẫn các thứ tẩu hỏa nhập ma đấy, các em hiểu không? bởi vậy ngày hôm nay không chỉ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là chúng ta có những loại công thức nào đấy chúng ta phân dạng ra phân thành từng bảng từng bảng 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 gì bảng gì và cái thứ hai là chúng ta phải nắm được là áp dụng nó khi nào đấy cách nhớ cách hiểu của nó ra sao Đấy và tất nhiên rồi đầu tiên chúng ta cũng sẽ phải chứng minh nó trước thì chúng ta mới uh, cảm thấy là nó hay và thuyết phục. Đấy. Và về sau các em phải nhớ là áp dụng thật là nhiều vào thì chúng ta mới thành thạo được các em nhé. Đấy. Và cái công thức lượng giác này sẽ đóng vai trò nền tảng rất quan trọng để chúng ta về sau học tiếp các phần uh, liên quan đến lượng giác tiếp theo của học của học kỳ 2 và lên tiếp lớp 12. Ví dụ như là uh, sau uh, là sau kỳ 1 này thì chúng ta đến với cái phần học kỳ 2 thì các em sẽ còn tiếp tục học các cái uh, phép toán. Chúng ta sẽ học thêm các cái phân môn về giải tích. Đúng không? Chúng ta có đại số, chúng ta có hình học, sau tới chúng ta có giải tích. Nó là một cái bước cao hơn trên cao hơn của đại số nữa cơ. Đấy. Thì lúc đó chúng ta sẽ gặp thêm các cái bài toán liên quan đến uh, tìm giới hạn, rồi uh, tính đạo hàm, rồi sắp tới lên 12 chúng ta sẽ có uh, tìm nguyên hàm, tính tích phân. Đấy, và em sẽ thấy là mấy cái quả lượng giác xin cốt tăng cô tang này này nó sẽ theo em suốt. Đúng không nhỉ? Như hình vi bóng ấy nó sẽ theo em suốt. Em em tránh cũng không được đâu. Đấy nó lại hay ở chỗ ý. Đấy, em muốn thoát đi cũng không được. Đấy, thế nên là thay cho cái việc đó là chúng ta tránh mặt nó thì chúng ta cần phải bây giờ chúng ta cần phải nắm được, chúng ta phải đối mặt, đối diện với nó. Đấy, và nếu như ngay từ bây giờ các em nắm được tốt thì thầy đảm bảo về sau học kỳ 2 của 11 cũng như mà cũng như là lên 12 thì chúng ta sẽ không bao giờ bị sợ cái ám ảnh về cái lượng giác này nữa. Nhớ chưa? Đó. Ok. Rồi, nào và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học tiết 1 trước, các em sẽ học hai bảng công thức đầu tiên. Đó, và trong tiết 2 thì chúng ta tiếp tục học hai bảng công thức tiếp theo. Ở trong sách giáo khoa giới thiệu cho mình tất cả đó là bốn bảng công thức. Đó. Chúng ta hiểu không? Đấy, nào. Chúng ta cùng đến với nội dung của bài học ngày hôm nay. Các bạn và các em thân mến, bài học ngày hôm nay của thầy trò chúng ta chính là bài số 2, công thức lượng giác ở trong sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống các em nhé. Đó. Và chúng ta sẽ được học 4 bảng công thức tất cả. Thứ nhất là các công thức cộng. Thứ hai là công thức nhân đôi. Thứ ba là công thức biến đổi tích thành tổng và cuối cùng thứ tư là công thức biến đổi tổng thành tích các em nhé. Rồi, và sau khi học xong bài này thì chúng ta phải nắm được, chúng ta phải có chuẩn các kiến thức kỹ năng. Thứ nhất là các em phải mô tả được các phép biến đổi lượng giác cơ bản. Đó, mà chúng ta áp dụng công thức cộng, công thức góc nhân đôi, công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng thành tích. Từ đó, chúng ta sẽ giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn gắn với giá trị lượng giác của góc lượng giác và các phép biến đổi lượng giác. Đấy. Chúng ta có thể hiểu ở ờ, đơn giản là như sau, có nghĩa là sắp tới thì các em sẽ uh, áp dụng cái công thức lượng giác này vào làm các cái dạng bài ví dụ như là uh, biến đổi, rút gọn các biểu thức lượng giác, đúng không? Biến đổi, rút gọn, tính toán, chứng minh, đấy chúng ta có những cái dạng bài như thế, nó rất là nhiều và đa dạng luôn, đấy. Và tất nhiên rồi đứng trước mỗi bài, không bao giờ đề người ta nói với em là uh, áp dụng bảng nào, công thức gì, đúng không? Dạy gì, đúng không nhỉ? Đó, mà em sẽ phải tự biết là nó là rơi vào dạng nào, từ đó áp dụng chúng ta hiểu chưa đấy tinh thần là như thế và sắp tới à, sâu rộng hơn nữa là hai cái bài phía sau của các em đó là bài hàm số lượng giác và phương trình lượng giác sắp tới thì chúng ta cũng sẽ phải sử dụng các cái biến đổi lượng giác này rất là nhiều đúng không đó sắp tới các em sẽ học về các cái lý thuyết liên quan đến các hàm số lượng giác như hàm số sin hàm số cốt, hàm số tang hàm số cô tang đấy thì nó sẽ có rất nhiều các cái lý thuyết mới mà muốn hiểu được các lý thuyết mới đó thì chúng ta lại phải biến đổi thành thạo các cái này đúng không? Đó, coi như là các cái này đóng vai trò là nền móng cho các em. Đấy, giống như là xây nhà ấy, bây giờ không có cái 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 móng ở dưới là sắp tới là em đặt nhiều các cái viên gạch em xây lên để em đổ ngay. Đúng không? Em đặt nặng lên phát là em đổ ngay, em không hiểu mà. Tức là xây mà không vững chắc là các thứ là nó nó hỏng luôn. Đấy, chúng ta hiểu không? Và sau đó, sau cái phần hàm số lượng giác chúng ta còn có giải các cái phương trình lượng giác. Ui cái này mới là cái chính này. Đó. Cái, cái 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 này mới là cái nội dung chính này đấy đó là em sẽ áp dụng các công thức vào để biến đổi và chúng ta giải các cái phương trình có chứa xin cốt đấy cái này liên quan rất là nhiều đến về sau uh, uh, thi đại học các thứ đây nhớ chưa nhỉ đó đấy, và biến đổi như thế nào thì tất nhiên rồi cũng không ai nói với em cả đấy em thấy không nhiều bạn nhé kể cả thuộc công thức rồi trước chắc đã làm được bài Thầy nói thật đó, có nhiều bạn á à, thứ nhất là không thuộc rất nguy hiểm rồi mà có khi thuộc rồi chưa chắc biết áp dụng thế nào thôi nhá. Đó, thật. Mà uh, nghe đâu là sương sương là mỗi một cái bảng này là mỗi một cái bảng này là tầm ít nhất khoảng là từ 5 đến 6 công thức. Thế là nó cứ cho là 6d6 tí nữa mà nhân với uh, 6 nhân 4 24 đúng không nhỉ? 6, 5, 30 Sương sương cũng chỉ gần khoảng 30 thôi. Thực ra là bốn cái bảng này là chính thôi trong bốn cái bảng này sau khi học xong nhá còn mở rộng ra thêm các cái bảng con con nữa cơ. đấy ở ngoài các cái bảng chính nó còn mọc thêm một số cái bảng phụ nữa đấy đấy là lý do tại sao thầy bảo xương xương trên trên dưới đâu chỉ khoảng hơn ba chục công thức thôi đúng không các cái bảng phụ nữa cơ, các cái bảng hệ quả nữa cơ ở đấy lại thế được chưa đó là các cái mà rút ra được từ các cái bảng chính ấy. đấy bởi vậy sắp tới các em phải để ý các cái cách nhớ cách hiểu thầy sẽ bày cho các em đó thực ra nói thì khó thì khó thật nhưng mà tất nhiên cái gì cũng có cách xoay chuyển cả đúng không chứ không thể có chuyện là ta đầu hàng được. Đấy. À, ngoài cái việc đó là à, chúng ta khi mà chúng ta nắm được các công thức lượng giác ấy, thì các em sẽ hiểu rất là tốt về các cái tính chất và biết được các cái cách vẽ về đồ thị hàm số lượng giác và chúng ta sẽ giải được các cái phương trình lượng giác rất là thành thạo đấy và à, phát triển lên cao hơn nữa đó là chúng ta sẽ giải quyết được các cái vấn đề thực tiễn đúng không đó mà có gắn với lượng giác ở trong này các nên nhớ là có rất nhiều các cái môn các cái môn khoa học tự nhiên khác đúng không? Đó, lý hóa các thứ, lý hóa sinh các thứ vân vân. Đó. Và mà cái lượng giác này nó nó len lỏi vào trong đó. Và có ứng dụng rất là nhiều luôn. Đó, rất là thực tế. Đấy. Thế nên là chúng ta nắm được cái toán này tốt cái lượng giác này, này thì cũng là một cái 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 cầu nối đúng không nhỉ? Để cho các em học các môn khác được linh hoạt. Các em cứ xem mà xem, cái này ví dụ như ở trong vật lý chẳng hạn các bài toán dao động, dao động cơ, dao động điều hòa. Đấy em sẽ thấy không? Các cái phương trình uh, của các đại lượng như phương trình của li độ, phương trình của vận tốc, gia tốc vân vân ở trong dao động điều hòa các kiểu ấy, con lắc lò xo. Đây đấy, đây đấy. Đấy, nó biến đổi lượng giác này nhiều luôn, được chưa? Nếu mà bạn mà cái này không biết thì các cái khác bạn cũng sẽ mù tịt luôn, thật. Đấy. Chúng ta nhớ chưa? Đấy nên thế nên là thầy càng khẳng định hơn với các em một lần nữa đó là cái bài công thức lượng giác này là một trong những cái bài có thể nói là cái bài lý thuyết quan trọng nhất của chương này các em phải nhớ đó. Các bạn và các em thân mến chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài toán đầu tiên đó là bài toán mở đầu ở trong sách giáo khoa nhá. Đó. Một thiết bị trễ kỹ thuật số lặp lại tín hiệu đầu vào bằng cách lặp lại tín hiệu đó ở trong một khoảng thời gian cố định sau khi nhận được tín hiệu nếu một thiết bị như vậy nhận được uh, nốt thuần uh, ký hiệu là đây, nó được biểu diễn là một cái hàm số phụ thuộc uh, theo uh, thời gian t đúng không? Đó, chúng ta có hàm số f1t bằng 5 sin t và phát lại được nốt thuần đó là biểu diễn bằng hàm số f2t bằng 5 cos t thì âm kết hợp được chưa nhỉ? Được biểu diễn là một hàm số FT là sự tổng hợp của hai hàm F1 và F2 nêu trên. Trong đó T là biến thời gian. Chứng tỏ rằng âm kết hợp viết được dưới dạng FT bằng K lần sin mở ngoặc T cộng phi. Tức là âm kết hợp là một sóng âm hình sin. Đấy. Hãy xác định biên độ âm K và pha ban đầu là ký hiệu là phi ở trong này. Biết rằng phi là một góc nằm trong đoạn từ trừ pi đến pi của sóng âm đấy em thấy chưa đấy thấy không đấy nó len lỏi vào trong các cái vấn đề khoa học tự nhiên rất là quan trọng luôn ở đây chính là một cái lĩnh vực trong vật lý đây đó là sóng âm đúng nhỉ đó và ở đây là sự tổng hợp tổng hợp các cái sóng hay cũng chính là tổng hợp các cái dao động mà thầy có nói với chúng ta đúng chưa nhỉ đó thì ở đây chúng ta sẽ thấy ngay là vấn đề được đặt ra là cái cái sóng âm của em thì cái âm kết hợp khi tổng hợp lại đó của hai cái nốt thuần cái kìa được không một cái là nhận xong một cái là phát đấy đấy thì nó sẽ là tổng hợp của hai hàm f1 và f2 trong đó hai hàm này là có chứa lượng giác sin t cos t đây là các hàm số lượng giác đúng không đấy và người ta đang yêu cầu em là sau khi học xong bài này bạn phải chứng minh được tại sao khi f1t cộng f2t tức là 5 sin t cộng 5 cos t sau khi biến đổi ra xong thì chúng ta lại đưa được về dạng đó là k lần sin mở ngoặc t cộng phi trong đó K là biên độ Còn phi là pha ban đầu Đấy em phải tìm được các đại lượng này Đấy, thì rõ ràng phải có một cái quá trình biến đổi nào đó ở đây Chứ tự nhiên sau 5 sin t cộng 5 cốt t Lại tí nữa lại đưa về k lần sin của t cộng phi Ở đấy đúng không nhỉ? Biến đổi như thế nào ra như thế này nhỉ? Đấy Tổng hợp đúng không? Đấy Thế thì sau bài này chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi này Đấy và ta sẽ xác định được các cái đại lượng trong cái sóng âm này Trong cái phương trình dao động của sóng âm này Rất hay Đó Chúng ta thấy không? Đấy sợ chưa đấy vui chưa đấy chưa nhiều bạn mà đọc mà không hiểu gì đâu coi chừng đấy chưa cái này liên quan rất nhiều đến vật lý nhé. vật lý Rồi, các bạn và các em thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục một nhỏ đầu tiên, đó là bảng công thức cộng. Ngày xưa chúng ngày xưa thì người ta hay còn gọi là bảng công thức cộng cung hoặc là bảng công thức cộng góc cũng được, nhưng mà bây giờ gọi ngắn gọn thì gọi là công thức cộng. Đó. Nào, Uh, chúng ta sẽ cùng uh, xây dựng uh, nên bảng công thức này bằng cách thực hiện hoạt động một trước nhận biết công thức cộng uh, câu a uh, cho cái uh, góc a của em là pi trên bốn tức là bốn mươi độ hay gì còn uh, góc b của em là pi trên sáu uh, theo radian đúng không nhưng mà đổi ra thì là 30 độ đúng không chúng ta biết rồi đấy ừ. hãy chứng tỏ công thức sau đó là chứng tỏ một cái cái, cái mệnh đề này nhỉ đó là cốt, tức là cosin đấy của a trừ b bằng cốt a cốt b cộng A sin b rồi, câu B. Bằng cách viết đó là A cộng B, người ta viết đổi thành A trừ đi trừ B. Đúng không? Và từ công thức ở trong hoạt động 1A, hãy phát triển ra và hãy tính ra cái cốt của A cộng B. Câu C. Bằng cách viết sin của A trừ B được đưa về cốt của P trên 2 trừ đi cái góc A trừ B đó. Câu C là người ta đang dùng công thức phụ chéo đúng không? sin alpha thì bằng cốt của pi trên 2 trừ alpha mà đúng không đó phụ chéo và đưa được về đó là cốt của mở ngoặc pi trên 2 trừ a cộng b và sử dụng công thức vừa thiết lập được ở trong hoạt động 1b hãy tính ra biểu thức đó là sin của a trừ b đấy em thấy chưa thấy bắt đầu khó không thực ra thầy nói thật với em là uh, thầy hoàn toàn có thể là viết luôn cho em bảng công thức xong rồi thầy dạy em cách thuộc luôn cũng được nhưng mà như thế thì nó hơi thầy sợ là hơi ép buộc quá, đúng không? Đầu tiên là chúng ta cũng phải biết là cách người ta xây dựng cái, cái, nghiên cứu như thế nào. Đấy, nắm nắm được xương 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 một tí. Các lớp hiểu được không? Đó, như vậy thì nó sẽ ổn hơn Theo thầy là như thế. Còn thuộc luôn thì cũng được nhưng mà sợ học vẹt thôi. <laughs> Nhớ chưa? Đó. Rồi, thế giờ chúng ta sẽ cùng chứng minh nhá, tại sao là đúng đã nhá. Xong rồi về sau mới dùng mà. Thì ở đây người ta cho em hai góc AB rồi đúng không? Bây giờ kem sẽ có là chúng ta sẽ cùng tính chứng tỏ đó là cốt của a trừ b thì bằng cốt a cốt b cộng sin a sin b bây giờ muốn chứng minh cái này đúng thì bây giờ thay số vào là xong cái gì thay số vào cả vế trái và vế phải bây giờ uh, tính toán xem bằng nhau không là xong cái gì đó ok như vậy đây là vế trái thôi viết luôn cái này đi cốt của a trừ b thì chính là bằng cốt của mở ngoặc à pi trên 4 đúng không? Thay số thôi, trừ pi trên 6. Bao nhiêu? Pi trên 4 là 45 độ, pi trên 6 là 30 độ, đúng không? Đó. Bây giờ em có thể bấm vào máy tính cho nó nhanh. Đây 45 30 thì còn là 15. Hoặc là thôi lấy máy tính bấm luôn cũng được. Đây, pi phần 4 quy đồng lên, pi phần 4 trừ đi pi phần 6. Thầy sẽ làm rất từ từ cẩn thận cho chúng ta hiểu đã nhá. Được Cứ làm chậm thôi, không phải vội đâu. Về sau so hiểu rồi thì mới làm nhanh được Thì đấy chúng ta sẽ có ngay là Cái này chính là cốt của Pi trên 12 15 độ đấy đó. Cái này thỉnh thoảng sẽ gặp đấy Mặc dù là cái Pi trên 12 này gặp không nhiều đúng không Nhưng sắp tới đây cũng là một góc đặc biệt Rất hay dùng, các lớp nhớ chưa Đây gọi là các cái góc này người ta gọi là dẫn xuất Của các góc đặc biệt Chúng ta hay có 30, 45, 60, 90 Thì thỉnh thoảng cũng sẽ có 75 Rồi 15, rồi về so sắp tới 105 vân vân các góc này gọi là đặc biệt nhì đúng không? Ừ. Thì chúng ta sẽ bấm bấm máy tính luôn cho nó nhanh. Các em nhớ phải để máy tính ở chế độ gì? Radian nhé, vì đây toàn pi biết các thứ này. không có độ điếc gì ở đây cả. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ bấm luôn cốt của cái cái ý ra xong. Cả lớp sẽ thấy hiện ra kết quả đó là bằng gì? Căn 6 cộng căn 2 trên 4. Em có thấy máy tính nó hiện ra cái này không? Cái này vui nhỉ? Đó, đặc biệt thế. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái tiếp theo đó là cốt A, cốt B. À, cộng sin A, sin B xem nó ra cái gì nhá Rồi. Tức là cốt của pi trên 4 nhân cốt pi trên 6 áp dụng vào đây cộng với sin pi trên 4 nhân sin pi trên 6 gì? Đó. Cứ bình tĩnh mà thay thế từ từ cẩn thận nhé ai thích tính nhanh thì bấm một phát này vào máy tính là ra luôn bấm luôn cái này hoặc là bấm luôn cái này ăn luôn còn nếu không thì tính từ từ ra để cho người ta dễ hiểu nhé đó à, các em thuộc được chưa các cái đặc biệt này em có thể tra ở trong bảng ấy bảng sách giáo khoa trong bài trước mình học rồi đấy ừ. đó hoặc là bấm máy tính luôn được cho nó nhanh thế thì từ thực ra là thầy thuộc rồi thầy bấm cho nó vui đó cốt vi trên 4 thì ai cũng biết là sẽ bằng căn 2 trên 2 nhưng mà đây người không biết đâu căn 2 trên 2 nhá còn cốt phi trên 6 là căn 3 trên 2. Đó. Sin phi trên 4 thì bằng cốt phi trên 4 luôn các em ạ. Cũng bằng căn 2 trên 2. Và sin phi trên 6 thì sẽ bằng 1 phần 2. Các lớp có thể bấm thử mà xem. Đó. Về sau làm nhiều dần nó cũng thuộc ấy. Các em ạ yên tâm. Đó. Như vậy có phải là thành căn 6 trên 4 không? Các lớp thấy đây mẫu là 4, 4 không? Căn 6 uh, cộng với căn 2 tất cả trên mấy? trên 4 À như vậy là đúng rồi nhá Vế trái bằng vế phải rồi đấy Điều phải chứng minh Được chưa? Ok Hay quá như vậy chúng ta đã chứng minh được công thức đầu tiên Đó là uh, Cốt của A chứ B Thì bằng cốt A cốt B cộng sin A sin B Vậy từ đây chúng ta có những cái chú ý gì? Đó Không chỉ mỗi thừa nhận công thức thôi đâu nhá Mà chúng ta phải có những cái chú ý từ đây Chứ nếu bây giờ chỉ có thừa nhận luôn Thì có cái gì để mà chú ý nữa đúng không? Đó thứ nhất là mình thấy cái này là đúng rồi thì ở đây có hai điều thầy muốn chú ý cả lớp thứ nhất đó là uh, rõ ràng cái góc trong này của em thì nó sẽ là hiệu a trừ b đấy nhưng mà tí nữa tại sao ra đây chỗ này ở giữa lại thành dấu cộng đấy hiểu không đấy như vậy là ở đây cốt có cái sự ngược dấu Đấy là cái đầu tiên Thế tí nữa cả lớp có thể tiếp tục loại suy ra Tức là chúng ta có thể mở rộng ra Khả năng cao là tí nữa là kết quả chỗ này mà là cộng Thì tí nữa chỗ này thành gì? Thành trừ Như vậy là cốt cốt đối mà ở đấy Như vậy chúng ta có kinh nghiệm để phát triển công thức Học 1 phải biết 10 đúng không? Ừ, đó, ở đấy cốt là cốt đối Như vậy chúng ta nhớ cốt A trừ B là cốt A cốt B Cộng sin A sin B Nhưng nếu đổi thành dấu cộng thì khả năng tí nữa là trừ Các em sẽ chứng minh bằng cách làm cốt B sẽ thấy đó và cái chú ý thứ hai thầy dặn dò đó là rõ ràng ở đây nếu trong này chỉ có một góc thôi thì bấm máy tính luôn không có gì để nói nhưng bên trong này nếu là tổng hiệu đây ví dụ đây là các kiểu tổng hiệu đúng không thì rõ ràng là ta phải phân tích ra và nó em thấy không nó 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 sẽ là hai cái tích cốt cốt và xin xin chứ không phải liệu nó có bằng cốt a cộng trừ cốt b thế này không thế này thì đúng hay sai sai đấy đây cái này ta tự nghĩ sai ngay thì nếu bạn nào học không cẩn thận là chúng ta sẽ học theo, kiểu tôn ngộ không như thế này luôn là biến hóa luôn được chưa nhỉ biến hóa thì các em phải nhớ cách viết này là sai đấy khẳng định lại một lần nữa khi học lượng giác là chúng ta phải có công thức rõ ràng nói có sách mách có chứng chứ không được theo kiểu tự nghĩ giống như hôm trước thầy vừa dạy cả lớp các cái góc cốt đối sin, bù phụ chéo khác vi tang cô tang đấy đấy em thấy không nó đều phải hiểu rõ ràng quan hệ đấy là góc gì rồi cách nhớ của nó ra sao Phải có cái mẹo nhớ cơ Chứ nếu mà mình mà cứ nghĩ lung tung như này phát sai ngay Đấy, đúng là rõ ràng lượng giác của nó không đơn giản như mình tưởng đấy, Thì đấy là cái chú ý dặn dò của thầy ở đây Là ta không được tự bịa ra công thức như chỗ này Nếu mà bịa được ra thế này việc gì phải học nữa Đúng chưa? Đấy Ta hiểu rồi nha Thì đây là cái đầu tiên Rồi Câu B ta cũng sẽ dễ dàng chứng minh được Rõ ràng A cộng B thì chúng ta có thể viết thành a trừ đi trừ b đúng không đó thế thì uh, bây giờ chúng ta sẽ uh, phát triển tiếp lên và chúng ta sẽ làm một câu b kéo để lên bảng nhé đó chúng ta viết cốt a cộng b thành cốt của A trừ trừ B Tức là viết để xem dự đoán của thầy vừa rồi là đúng không Đó Rồi Như vậy do cái câu A đúng rồi nên ta đưa câu B về câu A đấy Đấy tức là cốt của A trừ đi âm B đấy Trừ đi trừ B đấy Thì bây giờ ta áp dụng một người là A một người là trừ B nhé Áp dụng giống hệt như ở trên Thì chúng ta lại thấy là chúng ta sẽ viết là cốt cốt xin gì ấy nhở Cốt cốt xin xin Đúng không? Đó, theo như câu A thì chúng ta vẫn cứ đánh dấu cộng ở giữa đi, xong tí nữa tính. Đó. Một người là A, thì một người là gì? Âm B. Đúng không? Có hiểu không nhỉ? Một người là A, một người âm B. Một người là A, một người là âm B. Rồi, các lớp có nhìn thấy các cái góc âm không? Góc này là góc đối nhỉ? Chúng ta vừa học ở trong bài trước rồi, quan hệ của các cái lượng giác của các góc đặc biệt. Thì với góc đối thì sao? Chúng ta nhấn mạnh vào cốt đối tức là cốt của hai góc đối nhau thì bằng nhau, còn những người còn lại thì sẽ kéo dấu trừ ra ngoài. Như vậy ở đây cả lớp này nhớ theo đúng công thức, cốt đối thì cốt của trừ b cũng chính là bằng cốt b luôn, các em phải nhớ điều này bằng cốt b. Chứ không phải là trừ cốt b nhé, trừ cốt b là em sai đấy. Thầy đã dặn rất rõ rồi đó là bạch cốt tinh rất nguy hiểm nó sẽ nuốt luôn dấu trừ. Đó. Còn đây này, sin này em sẽ đẩy được dấu trừ ra ngoài, xin trừ b bằng trừ sin B như vậy chúng ta sẽ có trừ sin a sin v. Nào, cả lớp đã hiểu bản chất vấn đề chưa? Rồi, như vậy dự đoán của thầy đúng chưa? Quá đúng rồi nhá. Đấy. Đúng không? Tất nhiên rồi. Đây, đây đang cộng về sau sớm muộn cũng sẽ thành gì? Trừ. Đây này, trừ rõ to này. Càng khẳng định lại một lần nữa là do tính chất cốt đối nhá. Cốt đối. Đối dấu. Đấy, như thế là chúng ta chứng minh được xong kim b. tiếp tục à, bằng cách viết sin nào bây giờ người ta lại muốn các em uh, chuyển sang sin, vừa chứng minh được cốt rồi bây giờ chuyển sang sin, thì sin người ta sẽ đưa về cốt bằng công thức phụ chéo các em còn nhớ phụ chéo chứ phụ chéo thì uh, sin của alpha thì bằng cốt của gì ấy nhỉ pi trên 2 trừ alpha đây là phụ chéo đúng không, sin chuyển thành cốt, hai góc cộng lại bằng 90 độ, pi trên 2, thì nó sẽ sin cái này bằng cốt cái kia mà như vậy, theo như người ta ghi ở đây thì chúng ta sẽ viết sin của A trừ B thì đưa về cốt của em lấy pi trên 2 trừ đi ăn đây là alpha luôn này. Trừ đi chính nó, tức là trừ đi A trừ B. Và tất nhiên rồi, bỏ dấu trừ ra. Cả lớp đổi dấu đi một tí, các nó sẽ viết thành pi trên 2 à, trừ A và cộng B đúng không? Rồi, gọi sau nữa. Đến đây bài toán lại đưa về cốt này thì cả lớp lại áp dụng luôn cái câu b vừa học được xong cả lớp nhìn thấy câu b vừa học xong không đây này cốt a cộng b bằng cốt a cốt b trừ sin a sin b đấy, như vậy bây giờ lần này mình áp dụng bây giờ mình phải mở rộng đầu óc đây nhá mình lại coi như đây là một cái a mới có hiểu ý của thầy không nhỉ còn đây là một cái b cũ nhưng mà cái này là cái a mới nó hiểu không đấy tức là a là góc đầu tiên còn b là cái góc thứ hai tức là a là cái 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 gọi là cái 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 số hạng đầu còn b là cái số hạng sau hiểu như thế nhá đó hiểu không mở rộng nó lên đúng không nhỉ coi như lần này đây là số thứ nhất đi đây là số thứ hai rồi như vậy lại áp dụng chúng ta có cốt cốt xin xin đấy từ từ thôi cốt cốt xin xin viết dấu gì ở giữa cho nó chắc luôn nhỉ ở đây theo đúng kinh nghiệm là trái dấu vậy đây ở giữa này chỗ này cộng này họ ghép vào đây rồi mà thế đây cộng này thì đây ra trừ Pi trên 2 trừ A viết trước ai đi trước viết trước ai đi sau viết sau b viết sau pi trên 2 trừ a đây lại viết trước và đằng sau là b viết sau sau đó cả lớp áp dụng tính chất phụ chéo này đây thấy chưa bắt đầu vui chưa đấy rất linh hoạt đây áp dụng cái này đúng không để áp dụng vào đây này thấy chưa thì cốt của pi trên 2 trừ a đưa về sin gì sin a đây là phụ chéo xin a cốt b giữ nguyên trừ cái xin này thì lại đưa về gì nhở cốt cốt a rồi xin b xong như vậy ta lại chứng minh được một công thức mới rồi đấy đúng không đó là xin của a trừ b thì bằng xin a cốt b trừ đi cốt a xin b à rồi như vậy nó bắt đầu nó khác nhau rồi nhỉ anh chàng cốt sau khi phân tích xong thì nó sẽ là cốt cốt xin xin còn anh chàng xin phân tích ra thì nó lại đan sen xin cốt cốt xin à thấy thấy chưa vậy có một câu hỏi đang đặt ra ở đây nào cái xin này thì liệu nó có trái dấu giống, giống như giống như cái cốt không Được chưa câu trả lời chắc chắn là không em nhìn thấy xin này đây dấu trừ này thì đây cũng dấu trừ à như vậy ta đã nhận ra cùng dấu nhá thế thì không nghi ngờ gì thêm rồi ta bắt đầu thêm dấu cộng vào đây thì chỗ này cũng sẽ là dấu cộng. À như vậy chúng ta đã chứng minh xong bốn công thức rồi đấy. Đấy, ta xuất phát từ những cái chỗ luôn đúng rồi và chúng ta dựa trên đó để khai triển và để phát triển và chứng minh được ra các công thức phía sau. Đấy. Các lớp thấy không? Chúng ta hiểu vấn đề rồi nhá. Đấy. Và từ đây thì chúng ta uh, dẫn đến cái uh, bảng công thức cộng cung được rồi đấy.